bao giờ cũng có cái cô đơn, mà đấy là nội dung của thời đại. Nguyễn Du thấu được cái cõi đó, cho nên truyện Kiều có sức thu hút. Đọc truyện Kiều để mình hiểu chính mình, cái đó là phi thường. Truyện Kiều đã từ chỗ là một sáng tác văn chương được người ta thưởng thức theo cách thưởng thức văn chương, thì dần dần đã đi đến cái biên giới của tín ngưỡng. Một dân tộc thì đều tự hào là có một cái nhà văn đại diện được cho dân tộc mình, nước mình. Thế thì rất may là nước chúng ta có một nhà thơ gọi là đại diện dân tộc Việt Nam, tức là Nguyễn Du. Nguyễn Du là một danh nhân, là một cái tâm hồn dân tộc đã kết tinh cho rất hà tình, và xưa chưa từng có, và tương lai sau này không biết bao giờ mới có. Nguyễn Du là dân Việt nổi bật lên vào cái bầu trời của Việt Nam. Đã gấp đến mấy lần thời gian, trăm năm trong khói, trải từ chốn thôn quê đến nơi thành thị, trong những phẩm bình bác học uyên thâm, đến những lời du dân gian nồng nàn mà đầm thắm điệu tâm hồn. Tất cả đều là những ngợi ca và tôn vinh, cảm thông và mến phục dành cho một con người vào ngày 23 tháng 11 năm Mất Dậu, tức là ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1766, đã ra đời ở kinh thành Thăng Long. Nguyễn Du là người Hà Tĩnh, quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Bắc Ninh, nhưng ông đúng là một người Thăng Long. Tại sao? Bởi vì đơn giản nhất, ông sinh ra ở Thăng Long. Bởi lúc bây giờ, thân phụ ông là Nguyễn Nghiễm, là Xuân Quận Công, là Tham Tụ, tức là tể tướng của triều đình vua Lê Chúa Trịnh ở đây. Thì tất nhiên dinh cư ông ở đây, dinh cư ông ở Thăng Long. Mà dinh cư ở đâu? Thì sách cũ còn ghi rằng là dinh cư của ông đó là ở gần cái chùa, bây giờ nó là ở trong số nhà 100 đường Lê Duẩn đó, tức là chùa Tiên Tích. Bởi ngày xưa đấy là thuộc phường Bích Câu. Từ cái đền Bích Câu kéo dài qua Văn Miếu cho đến tận ga Hà Nội, ngày xưa đó là phường Bích Câu. Nơi đó các quan lại, các nhà là đại trí thức đều sống ở đấy cả. Gia đình Nguyễn Nghiễm, gia đình Lê Quý Đôn, gia đình Bùi Huy Bích, gia đình là các cái bậc đại nho, các cái bậc đại thần đều quanh đấy cả. Người ơi, dòng sông Lam vừa trong vừa mặt, lừa mãi treo đưa câu hạt ngân nga. Nếu phường Bích Câu ở kinh thành Thăng Long Hoa Lệ, chốn tao nôi sinh thành của Nguyễn Du, được xem là đỉnh góc thứ nhất của một vùng tam giác địa lý đã chung đúc nên bậc đại thi hào của đất nước, thì làng cổ Tiên Điền xứ Nghệ, nơi quê nhà của thân phụ Nguyễn Du là Hoàng Giáp, tể tướng Nguyễn Nghiễm, chính là đỉnh và góc thứ hai của tam giác không gian linh diệu ấy. Giữa núi Hồng Lĩnh và dòng Lam Giang, long lanh một vùng sơn kỳ thủy tú của những cổ miếu trung tâm, Liên Trì Nguyệt Sắc, Trường Lưu Bát Cảnh, chảy trôi trong những làn điệu dân ca xứ Nghệ, ngọt ngào và tình tứ. Đấy cũng là chỗ để lồng vào và tạo nên bên cạnh cái tam giác địa lý là tam giác huyết thống của bậc đại thi hào nước Việt. Có một cái điều ảnh hưởng rất lớn đến Nguyễn Du, đó là cái dòng chảy văn hóa xứ Nghệ của văn phái Hồng Sơn và sự giao xoa giữa các cái vùng miền văn hóa trong địa phương. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là văn phái Hồng Sơn thì theo nghiên cứu là có hai cái dòng văn rất là lớn, đó là dòng văn Trường Lưu ở xã Trường Lộc, huyện Cân Lộc,
Và ở Nghi Xuân thì cái dòng văn Thiên Điền thì cũng có nhiều tác giả lớn, họ đều làm quan trong triều đình, đều đỗ đạt cao và đều có thể nói là say mê sáng tác văn chương. Còn đây là góc đỉnh thứ ba của cả hai tam giác địa lý và huyết thống, là một chốn căn cơ nữa của Nguyễn Du, vùng danh lam Phật Tích Tiên Du. Cô thôn nữ Trần Thị Tần của đất Giao Duyên Quan Họ đã từ quê làng Hoa Triều, xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh này lên kinh để thành kế thất của Hoàng Giáp Tể tướng quân công Nguyễn Nghiễm hơn mình 32 tuổi. Và vào năm 26 tuổi thì sinh hạ được Nguyễn Du. Vậy là một sự tất nhiên nhưng cũng lạ kỳ, đã có ngay từ lúc và ở nơi đã sinh thành nên một con người, đều có ở trong một con người. Nguyễn Du là sự tinh kết bởi ba tam giác tự nhiên và nhân văn. Tam giác tự nhiên thứ nhất chính là tam giác có ba đỉnh điểm Bích Câu ở Thăng Long, Tiên Sơn ở Bắc Ninh và Nghi Xuân ở xứ Nghệ. Cái tam giác thứ hai đã chung đúc, đã kết tinh nên Nguyễn Du chính là cái tam giác huyết thống. Tam giác thứ ba chính là cái tam giác văn hóa, cũng lại với ba nền văn hóa chung đúc lại. Thứ nhất đó là văn hóa cung đình. Nền thứ hai của cái tam giác văn hóa thì chính là văn hóa đô thị. Thứ ba đó là văn hóa dân gian, dân dã, nông thôn và dân tộc. Hơn 200 năm qua, đã tốn bao giấy mực, công sức của nghiên cứu, sưu tầm văn chương, chữ nghĩa của cả sân khấu và hội họa để nhận diện cho được chân dung và cốt cách một đại thi hào ở nơi Nguyễn Du là như thế nào giữa điệp trùng những hệ quy chiếu. Tôi thường luôn nghĩ rằng cái căn cơ cốt cách làm nên một Nguyễn Du vĩ đại như thế thì có sự hình thành ở giai đoạn đầu tiên, ở thời niên thiếu và ở thời tuổi trẻ. Cái căn cơ, căn cốt ấy có thể gọi tên bằng chính cái danh hiệu đó là Cậu Chiêu Bảy. Người ơi, treo lên hông lĩnh mà trông, nhìn về đã thấy dinh ông rõ ràng. Những câu ca dân gian còn lưu truyền đến ngày nay ở Nghi Xuân chính là những minh chứng sinh động và rõ ràng cho gia thế của cậu Chiêu Bảy Nguyễn Du, con trai thứ bảy của quân công Nguyễn Nghiễm. Cũng giống như những thành viên là cử tộc đại gia ở Thăng Long khi ấy, cậu Chiêu Bảy ở tuổi hoa niên cũng được khuyến tiến việc học hành chữ nghĩa thánh hiền để rồi hiển đạt đường khoa danh hoàn lộ. Nhưng có vẻ như sự luyến chữ rèn văn của chàng thư sinh nhỏ Nguyễn lại chính là để dùng ngay lúc bấy giờ, và quan trọng hơn là để về sau này chút hết vào cái nghiệp của một đời là tài tử thi nhân, dành hết cho cuộc sống tâm tư tình cảm. Mà ở đấy sự tài hoa cũng chính là cái tài tình, cho dù đã biết rằng tài tình chi lắm cho trời đất ghen, như chính Nguyễn Du rồi sẽ viết ra câu tổng kết tuyệt diệu về sự giác ngộ oan nghiệt này. Khi thì ở Thăng Long cho đến tuổi lên năm,
Khi thì ở xứ Nghệ lúc theo cha về quê nhà Chí Sĩ, cho đến năm lên 10, cha mất, và năm lên 12, mẹ mất. Từ năm 1778 ấy, cho đến năm 1783, Nguyễn Du lại được trở ra Thăng Long để có 5 năm gấm vóc nữa, khi sống với người anh trai cùng cha khác mẹ là tiến sĩ Bồi Tùng Nguyễn Khàn, nổi tiếng đại gia, tài hoa tài tử đất Kinh Kỳ, khi được chúa Trịnh Sâm coi như bạn bè thân thiết. Cũng là một thiếu gia công tử, tài tử, tài hoa chẳng kém anh trai, tắm tưới được cả văn hóa đài các chốn Kinh Kỳ lẫn văn hóa xứ Nghệ chân chất tính dân tộc. Tuổi trẻ của Nguyễn Du đầy ắp những cuộc phiêu lưu văn chương và tình ái. Khi thì làm thơ chữ nôm lục bát, hẹn hò cùng người con gái lái đò trên sông Nghị Hà, lúc lại dùng thể thơ ngũ ngôn Hán ngữ mà tỏ tình cùng người thiếu nữ hái sen bên hồ Tây. Kim Nhật Khứ Thái Liên nãi ước Đông Lân nữ, hôm nay đi hái sen đã có hẹn với người cô gái láng giềng rồi. Bất chi lai bất chi, biết rằng cô đã đến hay chưa, nhưng cách hoa văn thiếu ngữ, nghĩa là bên kia hoa, bên kia giọng hoa, nghe tiếng nói cười. Tiếp cái khúc sau đó là hái hái sen Tây Hồ, hoa gương, hoa sen và gương sen đó, câu thượng thuyền, chất trên thuyền cả. Nhưng mà hai câu cuối đó, nó có cái ý rất là đặc biệt, là hoa dí tặng sở ý, mà thực dí tặng sở liên. Hoa tặng người mình sợ, mà gương tặng người mình thương. Cái hoa sen tươi đẹp như vậy thì tặng cái người mà mình sợ. Còn thì cái gương sen đó, cụ thể thiết thực nó có những hạt sen ăn được đó, thì tặng người mình thương. Thế đó cũng là cái tâm sự của Nguyễn Du. Cái câu mà Nguyễn Du để lại thường được cho là đã được sáng tác vào thời trẻ của Nguyễn Du. Khi gặp một người con gái đẹp hái hoa ở Hồ Tây mà được nhiều người nghĩ rằng đó chính là Hồ Xuân Hương đấy, thì mấy cái câu thơ trong cái bài Thái Liên hái sen của Nguyễn Du đã bộc lộ rất rõ ràng cái căn cốt trong nhân cách con người Nguyễn Du, nhân cách công tử, tài tử. Vào năm 1783, ở tuổi 18, là khoảng thời gian giữa những biến động tệ hại, rồi sẽ ập đến với cơ đồ nhà chúa Trịnh, cũng như số phận người anh trai Nguyễn Khàn, thì cậu chiêu bảy Nguyễn Du, rồi cũng đã kịp tới Sơn Nam, dự khoa thi hương năm Quý Mão, để qua được tam trường, nhận học vị sinh đồ, tức là đã kịp bổ sung phần học thức và trí tuệ cho một nhân cách trí thức, rồi sẽ ngày càng được bồi bổ theo với thời gian tiếp sau. Những binh đao và khói lửa này chính là mở màn cho một cảnh mà Nguyễn Du gọi đó là thập tải phong trần, 10 năm gió bùi của cuộc đời mình. Vụ loạn kiêu binh năm 1784 và trận Tây Sơn Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc năm 1786 dữ dằn và tàn nhẫn đã đẩy một cậu chiêu bảy công tử và tài tử vào giữa chốn phong trần gió bùi. Sau cái vụ án năm Canh Tý vào năm 1780, vì Nguyễn Khản có dính líu đến cái việc mà Trịnh Tông lên ngôi, thế cho nên gia đình ly tán, và chính Đoàn Văn Tuấn đã đưa Nguyễn Du về học tập tiếp tục ở Thái Bình. Và đến năm 1783, năm Nguyễn Du 18 tuổi thi hương xong thì thi hương đỗ tam trường, và ông không ra làm quan và lại tiếp tục về học tập nương náu ở Thái Bình. Và đến năm 1786 là lấy con gái Đoàn Văn Thục. Thế và ông tiếp tục ở nương náu ở làng
làng Hới có tên chữ là làng Hải An, nay thuộc xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thập tài phong trần là chữ của Nguyễn Du nói về quãng đời trọn hết tuổi 20 của mình, từ năm 1787 đến năm 1796, khi phải lưu lạc về sống nhờ nhà vợ ở làng An Hải, huyện Quỳnh Côi, trấn Sơn Nam, nay là tỉnh Thái Bình. Nhưng từ trước đó, tức là không chỉ 10 năm ở Thái Bình, mà còn thêm cả mấy năm, khi gia thế họ Nguyễn Tiên Điền của cha và anh lâm vào cảnh sa sút rồi lụn bại, thì Nguyễn Du đã phải trôi dạt hết ở Sơn Tây lại đến Thái Nguyên để nếm trải đủ vị phong trần rồi. Chót đem chí hướng đặt vào niềm cô chung với triều đại bại vong nhà Lê mà không có bất cứ một khả năng nào để hành động vì niềm cô chung ấy, trong hơn 10 năm gió bụi, từ tuổi 18 đến tuổi 30, Nguyễn Du chỉ còn một cách là đem hết sự tinh tế và nhạy cảm trong tâm hồn một trí thức công tử và tài tử, quan sát và cảm nhận, nghiệm suy và nghiền ngẫm những điều trông thấy mà đau đớn lòng trong dông bão của cuộc sống ở chung quanh và của ngay chính bản thân mình. 30 tuổi chôn trống vũng lề, chữ nghĩa gì cho cuộc sống, áo cơm buồn những chịu ơn người. Trăm năm trong cõi người ta, chơi chữ tay chữ mệnh, khéo là ghét nhau, trên trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 10 năm chọn quê người đắn ná, nương quê người tóc đã điểm xương. Chỉ còn một cách, cũng chỉ còn một cách, đó là đem cái vốn duy nhất còn có được của mình, là ngọn bút văn chương chữ nghĩa, mô tả và diễn đạt, ký thác và giải bày những thực tiễn và nỗi niềm ấy. Vậy là bao nhiêu cảnh ngộ và tâm trạng như thế, dần dà theo ngọn bút và dòng mực trào ra trên ngổn ngang những trang thơ mà làm nên Thanh Hiên thi tập. Ở đây đã có một cuộc đổi đời và thay cả lối nghĩ của chàng trai thời loạn khi đã biết thoát ra ngoài cái tháp ngà ngã nhân mà hướng về miền tha nhân. Năm 1796, với mái tóc bạc trắng khi mới tuổi 30, Nguyễn Du rời quê vợ Thái Bình, tiếp tục cuộc đời dạt trôi phong trần, nhưng là để về quê cha, làng Tiên Điền, Nghi Xuân, xứ Nghệ. Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, hùng tâm sinh kế lưỡng man nhiên. Để giữ được cái hùng tâm, không phải chỉ dành riêng cho mình, mà ngày càng dành nhiều hơn cho đời, và cũng còn để lo cho sinh kế, vẫn chẳng chỉ cho riêng mình, mà cho cả gia đình. Nguyễn Du bên bờ sông Lam, dưới chân núi Hồng, trong những năm cuối cùng của thế kỷ 18 đầy biến động, tang thương, thì ngoài cái tên tự là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên, cha mẹ đặt cho từ trước, thì còn mới có thêm những cái tên thật lạ, là Nam Hải Điếu Đồ, Nhà Trại Biển Nam, và Hồng Sơn Hiệp Lộ, Phường Săn Núi Hồng. Những năm tháng đen tối đó, nỗi niềm người tráng sĩ bạc đầu chỉ còn biết buồn bã, ngẩng đầu lên mà hỏi trời cao,
Bởi vì thật cay đắng, trái tim hùng vĩ cùng kế sinh nhai, cả hai đều mờ mịt cả. Và trong cái mờ mịt ấy, đã có phen Nguyễn Du bỏ trốn vào gia đình theo Gia Long Nguyễn Ánh. Việc bất thành, Nguyễn Du bị tướng nhà Tây Sơn là Nguyễn Văn Thần bắt giam gần 3 tháng. Nhưng cũng thật lạ kỳ, lại như hoàn cảnh ra đời của thanh niên thi tập. Đó là chính trong lúc ngỡ như ở đêm đen tâm trạng ấy, thì cũng là khi mà nhà tài tử thi nhân đã không gặm nhấm nỗi buồn và tình cảnh bi đát của thân phận cá nhân mình nữa, mà hướng ra và hướng tới nỗi đau rộng lớn hơn rất nhiều của nhân tình thế thái, của muôn kiếp chúng sinh, để hình thành và cho ra đời một áng văn chương chữ nôm bất hủ, gồm 184 câu thơ thể song thất lục bát, có tên là Văn Chiêu Hồn, tức Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Nếu mà Nguyễn Du không viết truyện Kiều mà Nguyễn Du chỉ viết cái bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, tức là Văn Chiêu Hồn, thì cũng đáng là đại văn hào rồi. Cái bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh đó, cái bài văn ông viết ra nhân ngày rằm tháng 7 là ngày Vu Lan Bồn đó, là coi như là các cái chúng sinh chết rồi thì bây giờ trở về nhà về cửa đó, để mà hội họp với con cháu đó, hay những người nào chết vua thừa nhận đó, thì sẽ về các chùa đền để mà kiếm bữa ăn đó. Thì nhân cái tiết tháng 7 như vậy, ông viết cái bài Văn Tế Chiêu Hồn để cho ngụ ý là để cho các nơi khi nào mà người ta lễ chiêu hồn các cái chúng sinh, thập loại chúng sinh, thì người ta đọc cái bài đó lên. Thế thực ra trong nó không phải là 10 loại chúng sinh, mà đếm kỹ ra ông nêu nó 22 loại chúng sinh. Thế cho nên cái văn chiêu hồn đúng là một tiếng nói thương yêu xót xa cho hàng thập loại chúng sinh, mà trong đó nó lại 22 loại người đưa lên, có những cảnh chết khác nhau, là những vẻ nào những trẻ vừa sinh tấm vé mà lỡ mình chậm này, tức là nói chung là các cái từng lớp người đau thương trong xã hội cũ. Ơi là người ơi, đêm nay rằm trăng thanh rõ màn, gái trương lưu dòng hát rất nở hay, ai người khách lạ tới đây nghe câu phường ở bài cũng say tất ngờ lòng. Này là chị em phương vải ơi, vượt qua sông Trèm tìm mơ về, bảy là tên Nguyễn là họ, còn quê tiên ở Điền. Vẫn là cái cốt cách của một văn nhân tài tử, cậu Chiêu Bảy, nhưng giờ thì đã ở tuổi và độ chín của tài năng. Người có cái danh hiệu tự mang là nhà trài Biển Nam và phường săn núi Hồng ấy, trong những năm trở về xứ nghề, khi nhập thêm vào đoàn các chàng trai phường nón làng Tiên Điền, đi sang ca sướng và giao duyên cùng các cô gái phường vải, làng Trường Lưu, thì chính đấy là những lúc của sự trỗi dậy cái cốt cách văn nhân tài tử, thầm trải những sóng gió cuộc đời và kết hợp vào đấy cái men say của văn hóa dân gian xứ nghề, để rồi từ đó mà có được 48 câu thơ lục bát Thác Lời Trai Phường Nón và 98 câu văn tế Tế Sống Trường Lưu Nhì nữa. Và phải chăng đây cũng chính là cái căn cớ để đi đến một nghiệm suy là cùng với Văn Chiêu Hồn, hai tác phẩm chữ nôm này đã thực sự là tiền đề hoặc cả song song vận hành cùng quá trình sáng tạo của một con người đã trải qua những cuộc bể dâu để viết nên những điều trông thấy, gồm 3.254 câu thơ lục bát tuyệt tác, đoạn Trường Tân Thanh, tức truyện Kiều.
về thời điểm sáng tác của truyện Kiều thì cho tới nay là vẫn còn có những ý kiến khác nhau và chưa có cái lời kết luận cuối cùng. Ý kiến phổ biến trước đây, các nhà nghiên cứu thường cho là truyện Kiều có khả năng Nguyễn Du viết trong khoảng từ 1805 đến 1809, là trong thời gian mà ông làm cái chức quan Đông Các. Nhưng gần đây thì một số nhà nghiên cứu cho rằng rất có khả năng Nguyễn Du đã viết truyện Kiều trước khi ra làm quan cho nhà Nguyễn, tức là trước năm 1802. Có cá biệt có nhà nghiên cứu còn đẩy cái thời điểm sáng tác truyện Kiều Nguyễn Du có thể lên sớm hơn, từ những năm 1780-1790. Qua nhiều cái nghiên cứu của các học giả thì tôi cho rằng Nguyễn Du đã viết truyện Kiều tại Hà Tĩnh, chính tại quê hương của ông là Tiên Điển. Những năm mà ông ở quê thì tôi nghĩ là nó có nhiều yếu tố từng trải chiêm nghiệm để tác động của những cái dòng văn ở Trường Lưu, ở Tiên Điển, các tác giả khác. Và như vậy thì Nguyễn Du đã viết nên cái tác phẩm này. Tiếng kêu mới đứt ruột, đoạn Trường Tân Thanh, truyền Kiều, dù thời điểm ra đời vẫn còn tranh luận, nhưng đã có một sự thực, ấy là từ khi xuất hiện tới giờ, đoạn Trường Tân Thanh là một kiệt tác mà như lời phẩm bình của một học giả uyên thâm thế kỷ 19, Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ, thì đấy thực là một khúc nam âm tuyệt sướng. Lời lẽ xinh xắn mà văn hoa, âm điệu ngân vang mà tròn trịa, tài liệu tròn rất rộng, sự việc kể rất tường, lượm lặt những khúc tình từ của cổ nhân, lại góp đến cả phương ngôn ngạn ngữ nước nhà, mặn mà vụn vặt không sót, quê mùa tao nhã đều thu. Nói tình thì vẽ được hình trạng hợp ly cam khổ, mà tình không rời cảnh, tả cảnh thì bày hết thú vị tuyết nguyệt phong hoa, mà cảnh thì tự vướng tình, khiến người cười, khiến người khóc, khiến người dở đi dở lại ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết chán. Có Nguyễn Du mới có truyền Kiều, và truyền Kiều tôn vinh Nguyễn Du lên một cái vị trí của nhân loại, là bởi vì vấn đề không phải là chỉ đấu tranh cho một cái tình yêu, vấn đề không phải là chỉ là đấu tranh chống lại cái lề giáo phong kiến, cũng không phải là để dung hòa với lề giáo phong kiến để cho tôn vinh một cái tình yêu đẹp cho con người, mà là một bức tranh xã hội rộng lớn, những điều trông thấy trong xã hội với tất cả những nỗi đau của nhân sinh quy tập được hết vào trong truyền Kiều là bất hủ như thế. Thì như vậy là kết hợp giữa hai phương diện, một phương diện là cái chủ ý nhân đạo sâu sắc nhất mà nói như một cái nhà bình luận đồng thời với Nguyễn Du, đó là ông Mộng Liên Đường, thì gọi là nếu không có một con mắt trông suốt, trông thấu sáu cõi và con mắt nhìn suốt nghìn đời thì không có bút lực để viết Nguyễn Du. Đó là một cái nhìn rất đúng đắn và không phải là quá cao đối với Nguyễn Du. Nguyễn Du gửi cả cuộc đời của mình vào thơ. Thơ Nguyễn Du là tiếng nói trong trái tim, là cái nhìn và hành xử của bản thân với xã hội đương thời, với nhân tình thế thái. Xuất thân trong gia đình quý tộc, sống trong không khí văn chương bác học, nhưng Nguyễn Du có cách nói riêng trong thơ bình dân giản dị, dễ hiểu và thấm đượm chất chân quê. Cuộc đời Nguyễn Du cũng thế. Từ năm 1802 đến năm 1820, ra làm quan với triều Nguyễn Gia Long, dù thăng tiến đều đặn, từ chân tri huyện đến quan tham tri bộ lễ, chật tòng nhị phẩm, thì Nguyễn Du vẫn thấy vui là vui gường kẻo mà, ai chi âm đó mặn mà với ai. 19 năm làm quan, Nguyễn Du sống âm thầm lặng lẽ. Nguyễn Du những năm làm quan ở triều đình Huế, ông vẫn mẫn cán, vẫn làm hết công việc, vẫn đi sứ và làm hết cái chức trách của mình, nhưng mà không bày tỏ, không nói thêm những ý kiến gì và đắm đắm vào trong cái hoạt động sáng tác. Tôi cho rằng là đấy cũng là một cái kiểu nghệ sĩ. Khi ông theo về nhà Nguyễn thì cái gọi là cái sự ám ảnh hàng thần lơ láo là
một thực tế, nhưng rõ ràng nó có một cái ẩn ức, một cái suy tư, và điều đó nó cũng có thể là một phần là cái cá tính nhà nghệ sĩ không hướng vào những cái con đường công danh lợi lộc hoặc là những cái bổng lộc ở trong triều, mà ông hướng nhiều vào cái thế giới nội tâm. Chính cái thế giới nội tâm nó làm nên cái thiên tài nghệ thuật Nguyễn Du. Là một đại quan trong triều đình nhà Nguyễn, nhưng trước hết và trên hết, Nguyễn Du là một thi sĩ, cho nên Nguyễn Du luôn cảm thấy đau lòng vì nhân tình thế thái. Cùng với 40 bài thơ trong Nam Trung Tạp Ngâm, Ngâm Nga Lặt Vặt Lúc ở Phương Nam, và 131 bài trong Bắc Hành Tạp Lục ghi chép linh tinh trong chuyến đi sang phương Bắc, thì Long Thành Cầm Giả Ca, bài thơ về ca nương tên Cầm, là những kỷ niệm và dấu ấn đáng kể nhất của Nguyễn Du ở giai đoạn làm quan triều Nguyễn này. Được cử làm chánh sứ sang triều đình nhà Thanh vào năm 1813, trên đường đi, Nguyễn Du đã rất náo nức bồi hồi vì được trở lại nơi sinh thành, Thăng Long, cùng quê mẹ, Kinh Bắc. Và bất ngờ, trong một buổi tiếp tân, được gặp lại ca nương mà 20 năm trước đã từng quen biết. Nhưng lúc này thì mỹ nhân đã nhan sắc tàn phai và giọng ca thì đã hết cả duyên. Một lần nữa, tấm lòng ưu ái xót xa cho phần đàn bà, cho cả kiếp người tang thương và loài người, trong đó có mình, lại trỗi dậy, trào dâng. Thành quách suy di, nhân sự cải, kỳ sứ tang điền, đến Thương Hải. Nam Hà Quy Lai đầu tận mặt, quái để giai nhân nhan sắc xuyên, song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối diện bất tương chi. Người đã sống những năm tháng thập tài phong trần, trải qua muôn cuộc bể sâu, đã trông thấy những điều đau đớn lòng mà xót thương cho thập loại chúng sinh, và nhất là đã ngấm đủ về chữ tài, chữ mệnh trong cõi người, thì như sách Đại Nam Chính Biên Liệt Truyền chép, khi bệnh nặng không chịu uống thuốc, bảo người nhà sờ tay chân, nói đã lành rồi, ông bảo tốt, nói xong rồi mất, không trăng trối lại điều gì về sau. Đó là ngày mùng 10 tháng 8, niên hiệu Minh Mạng thứ nhất, tức ngày dương lịch 16 tháng 9 năm 1820. Tại Kinh Thành Huế, Nguyễn Du qua đời ở tuổi 55, và 4 năm sau, di cốt nhà đại thi hào được đưa về yên nghỉ tại quê cha, làng Tiên Điền, xứ Nghệ. Một cái lịch sử bàn viết bình luận nói về Nguyễn Du và Truyền Kiều á, là gần 200 năm, không lúc nào ngừng nghỉ. Và cái sự đọc, sự bình, sự luận, sự ám hiểu, khát khao muốn hiểu Nguyễn Du á, là phủ khắp mọi tầng lớp dân chúng, phủ khắp tất cả tầng lớp dân chúng. Một cái kỷ lục rất lớn cũng không có danh nhân văn hóa nào đạt được, từ một ông vua cho đến những người dân thất học và mù chữ. Và càng người dân thì gần như là thế hệ trước ấy, là thuộc lòng Truyền Kiều. Đã có biết bao nhiêu là tuổi thơ nước Việt lớn lên thành người trung hiếu giỏi tài, nhờ được du em suốt buổi đầu đời bằng tiếng du kiều như thế này. Lớn lên trong câu hát du bằng kiều của bà, của mẹ, những tâm hồn thơ ấu cũng vì thế mà sớm biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống. Nguyễn Du qua Truyền Kiều đã đến với nhân dân bao đời nay trong bầu tâm sự đầy cảm thông sâu sắc. Dậy lên từ sâu xa trong ngôn ngữ của bậc thiên tài là khát vọng mạnh mẽ của một nhân cách được kiến tạo bởi sóng gió cuộc đời và thấm nhuần bản tính của nhân dân, của dân tộc. Ơi, cây em gọi.
Truyền Kiều đã dạy cho con người ta biết trân trọng cả những nỗi buồn của con người, vì thế mà sống nhân ái hơn, bao dung hơn với đời. Từ bao đời nay, ở Việt Nam, không kể là bậc trí thức hay bác nông dân, tất thảy người thuộc Kiều đều tìm thấy những cung bậc cảm xúc của mình trong Truyền Kiều và đều dành cho Nguyễn Du những tình cảm đặc biệt. 3.254 câu lục bát với ngôn ngữ vừa uyên bác vừa giản dị, phổ thông, đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mức độ thưởng thức của người có học thức lẫn bình dân. Vì thế nên mới xuất hiện đủ các loại hình nghệ thuật liên quan đến Kiều. Sự tiếp nhận Truyền Kiều, thưởng thức Truyền Kiều, quảng bá Truyền Kiều, nó chuyển hóa thành rất nhiều cái loại hình hoạt động của văn hóa và văn nghệ dân gian. Đối với các bậc trí thức ấy, thì đó là vừa là chẳng hạn như là lẩy Kiều, tập Kiều, vịnh Kiều. Với nhân dân thì bói Kiều. Bói Kiều là bởi vì mọi sự sống nhân của nhân sinh, mọi cái trạng thái của cảm xúc của tâm hồn con người ấy, đều tìm được sự ứng đối trong Truyền Kiều. Nghĩa là với mỗi câu Kiều đều có thể vần, người ta có thể vần được vào trong cái hành trạng trong cái đời sống người ta được. Có thể đưa cả 3.254 câu thơ Kiều nó chuyển hóa thành tất cả những loại hình, từ vĩ dầm cho đến đàn ca tài tử, cho đến dân ca Huế, vân vân là đều có thể được. Tức là không có một cái tác phẩm nào mà sự đọc mà nó phong phú, nó rộng lớn, nó sinh động và nó vừa rất bạc học vừa rất dân gian như là Truyền Kiều. Có thể nói, Truyền Kiều, tác phẩm kỳ lạ bậc nhất trong văn học Việt Nam, là ở chỗ, từ lúc Truyền Kiều ra đời cho đến nay, hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng vẫn không ngớt lời bàn luận, phẩm bình. Cứ giở một trang Kiều, hay đọc lại một câu, một từ, một ý, lại thấy mới, thấy lạ. Lạ ở chỗ, do bản gốc Truyền Kiều đã mất, chính vì thế mà bao thế hệ đã ra sức tìm tòi, khảo cứu, chú thích, hiệu chỉnh, mong phục hồi nguyên tác để lĩnh hội chân ý tác giả. Tôi là rất say mê sưu tầm các cái quyển Kiều này, cho nên là tôi đã đi sưu tầm trong cả nước, rồi ở nhiều nước trên thế giới, là được 60 bản Kiều nôm, trong đó có khoảng độ 50 bản là khắc ván in, còn độ 10 bản là chép tay của các cái bậc tiên hiền ngày xưa. Và còn một điều lạ nữa, đó là sự vượt không gian và thời gian của tiếng kêu mới đứt ruột, đoạn Trường Tân Thanh. Tương truyền, sau khi viết xong, Nguyễn Du đưa bản thảo cho người bạn thân là vị tiến sĩ khoa thi 1779 Phạm Quý Thích xem. Phạm Quý Thích có chứa một số chữ trong bản thảo của Nguyễn Du rồi viết lời thừa, đưa in, đổi tên sách, đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du thành Kim Vân Kiều Truyền. Bản này về sau gọi là bản Phường, in ở phường Hàng Gai, Hà Nội. Tiếp đó, vua Từ Đức nhà Nguyễn rất thích Truyền Kiều, đã sửa chữa một số chữ và cho khắc in, dân quen gọi là bản Kinh, in ở Kinh Đô Huế. Cả hai bản này về sau đều được in lại nhiều lần bằng chữ nôm, cho đến khi chữ Quốc ngữ ra đời, lại được dịch ra Quốc ngữ, số lần in lại càng nhiều hơn. Bản Quốc ngữ đầu tiên là của Trương Vĩnh Ký, in năm 1875. Đến những năm thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 này, thì Truyền Kiều đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng trên thế giới. Mình dịch Truyền Kiều sang tiếng Séc. Tiếng Séc có hai bản dịch rồi, nhưng mà đó là hai bản dịch cũ và là bản dịch từ tiếng Pháp, chứ không phải là từ tiếng Việt, cho nên nó không chính xác lắm, cũng thiếu chú giải. Và mình định dịch một cách kỹ lưỡng hơn để có giá trị với cả giới nghiên cứu, cả độc giả công chúng. Tôi rất thích Truyền Kiều, rất là kính phục Nguyễn Du mà. Cho nên tôi nhất định phải cố gắng làm sao để dịch ra Truyền Kiều ra tiếng Trung Quốc, để các bạn Trung Quốc được đọc và được thưởng thức cái nghệ thuật về ngôn ngữ, cả về mọi mặt của nhà thơ tài thiệu lớn của Nguyễn Du.
ở Nhật Bản cũng có 4 bản dịch truyện kiều dịch sang tiếng Nhật, cho nên tôi trước đây tôi đã đọc mà và rất là xúc động đó. Cho nên quan tâm đến tác phẩm truyện kiều và tác giả Nguyễn Du. Bắt gặp kiều ngay từ lúc tôi sang Việt Nam 50 năm về trước, cho nên quá trình hơi lâu một chút. Vì kiều có thể nói là tôi cố gắng học tiếng Việt. Thật không quá khi nói rằng Nguyễn Du và Truyền Kiều đã là vị sứ giả văn hóa lớn nhất của Việt Nam từ nhiều thập kỷ nay. Sức ảnh hưởng của Truyền Kiều và Nguyễn Du đã vang xa tới nhiều nước trên thế giới, nhiều nền văn minh nổi tiếng, và ở đâu cũng được đón nhận với sự thích thú đặc biệt. Mà câu chuyện lẩy kiều của Phó Tổng thống Mỹ Biden trong buổi gặp cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ là một ví dụ hiện thực. Để cho những cái tương lai không còn giới hạn nào của hai nước chúng ta, như là nhà thơ vĩ đại của Việt Nam Nguyễn Du đã viết là xin là trời còn để có hôm nay tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Thật là những đấng tài hoa, thác là thể phách, còn là tinh anh. Kể từ ngày thể phách Nguyễn Du rời cõi nhân gian, cũng là chừng ấy năm, hầu thế tiếc thương và hết lòng ngợi ca bậc thi hào. Nguyễn Du vẫn sống mãi trong tình cảm của muôn lớp hậu sinh, tấm lòng của ông, tư tưởng của ông và những giá trị mà tác phẩm của ông để lại chưa bao giờ vắng bóng trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt. Và cũng thật thú vị, vào những năm khép lại thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, trong mối bang giao rộng mở, nhiều nguyên thủ quốc gia khi đến Việt Nam đã mượn hình thức lẩy kiều như một sự thể hiện coi trọng văn hóa, coi văn hóa là cầu nối để xây đắp tình hòa hiếu hướng tới tương lai. Như vậy, những giá trị văn hóa mà Nguyễn Du để lại cho chúng ta hôm nay chắc chắn còn hứa hẹn nhiều khám phá mới. Vào năm 1813, 7 năm trước lúc lìa xa cuộc đời này, Nguyễn Du vẫn còn và đã đau đáu nỗi niềm mà thốt lên lời than hỏi. Bất tri tam bách dư niên hầu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Không biết 300 năm sau, thiên hạ có ai khóc thương cho tố như này. Thưa bậc đại thi hào, người có tên chữ rất hay là sợi tơ đẹp long lanh răng mắc giữa cuộc đời đầy biến động này, để nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, một chữ tâm quý báu của con người và mọi người. Xin hãy yên lòng và yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng, vì không cần chờ đến 300 năm đâu, mà ngay từ lúc người làm nên truyền kiều, đến nay đất nước và dân tộc, thế giới và nhân loại đều đã chung một niềm cảm thông, yêu quý tôn trọng và tôn sùng người, đại thi hào Nguyễn Du. Cốt đấy, thì có một cái giới thuyết về thiên tài là thế này. Không phải nước nào có thiên tài. Ở Việt Nam ta thì cái người mà được dùng cái thuật ngữ thiên tài nhất ấy, thì vẫn không ai khác là Nguyễn Du, và đặc biệt là với Truyền Kiều. Thế thì bây giờ cụ thể là cái thiên tài Du mà cụ thể như Truyền Kiều là biểu hiện đâu, thì có mấy cái luận điểm này. Trước hết trong nghệ thuật mà nói là ở cái thiên tài về ngôn ngữ. Cái thiên tài ngôn ngữ Nguyễn Du nó kết tinh từ hai nguồn. Một cái nguồn từ cái ngôn ngữ của dân gian, và hai là cái ngôn ngữ bác học. Truyền Kiều thiên tài là vì Truyền Kiều đã đi đúng cái quy luật, có thể nói bản chất nhất, lớn lao nhất, cơ bản nhất để của tất cả những cái thứ văn chương chân chính nhất, ưu tú nhất của nhân loại từ cổ chí kim. Ấy là cái tình thương con người. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói, cái biểu hiện thiên tài của Nguyễn Du cụ thể đã Truyền Kiều chính là trò này, tức là tạo ra một cái thế giới thứ hai, tức là cái thế giới thiên nhiên ấy trong Truyền Kiều. Miêu tả thiên nhiên trong Truyền Kiều
nó còn là sản phẩm của một cái quan niệm triết học nhân sinh của phương Đông, và nó rất vĩ đại. Ấy là cái quan niệm thiên nhân hợp nhất, giữa con người với trời đất là một. Cho nên nay tôi không hiểu trên thế giới liệu có ai cho tôi biết là có cái tác phẩm nào có cái sức sống phi thường như truyền kiều Nguyễn Du được không? Nó bất chấp thời gian, nó bất chấp giai cấp, nó bất chấp tầng lớp, chế độ. Thế thì Nguyễn Du Việt Nam ta là thế. Chứ đã mang lấy nghiệp vào cũng đừng trách nhớ lần mà trời gần trời xa. Chứ thiền căn ở tài lòng chữ tâm kia ngơ mời thì bằng ba chữ tài.